Đây là một ca khúc đã được sáng tác cách đây 2 năm rồi. Một người bạn của Kỳ Phương đã viết tặng cho Kỳ Phương cái ca khúc này ngay một cái buổi chiều khi mà hai anh em ngồi trò chuyện với nhau, cũng như là Uyên chia sẻ những cái khoảng thời gian trước đây, cái quá khứ của mình. Thì xong sau đó người bạn của Kỳ Phương đã cảm được những cái lời tâm sự của mình và anh đã viết ra cái ca khúc này. Và khi đó Kỳ Phương nghe ca khúc này, Uyên khóc rất là nhiều. Có thể là do bản thân mình từ trước đến giờ không phải là người hay kể nhiều cái câu chuyện cũ của mình hay là những cái câu chuyện buồn á. Thì khi đó cái ca khúc này giống như là nó đã động vào trái tim của Kiệt Nguyên vậy. Bởi vì Nguyên rất là yêu cái ca khúc này. Một dịp rất là tình cờ, Thanh Hà đã làm việc với Kỳ Phương Uyên. Hai chị em gặp nhau để mà xả cái bài hát này ra và coach cho Uyên hát làm sao cho hay nhất. Overall that song was definitely good in terms of the arrangement. The lyrics, I didn't understand much, but the melody overall together as one, it definitely touched me. Bởi vì mình quá yêu nó đi. Và nó cũng như là kể cái câu chuyện của chính mình vậy. Cho nên Uyên đã suy nghĩ đến nó sẽ là cái ca khúc mà để đánh dấu sự trở lại của Kỳ Phương tại Việt Nam. Uyên hát rất là hợp, nhưng mà không biết tại sao nó có quá nhiều trục trặc đến với cái cô bé này. Khi mà một cái sản phẩm ra thì nó sẽ gặp rất là nhiều cái trở ngại. Nhưng mà Uyên không biết tại sao với cái ca khúc này đó, mặc dù Uyên rất là yêu nó, nhưng giống như là vũ trụ đang không muốn tạo cái điều kiện thuận lợi nhất có thể cho cái ca khúc này. Uyên không biết tại sao nữa, đã thu âm rất là nhiều lần, làm nhạc lại cũng 2-3 lần, xong sau đó lại quay MV cũng 2 lần, một lần ở Mỹ và một lần ở Việt Nam. Nhưng mà những cái cảnh quay cuối cùng là nó cũng không có hoàn thiện theo cái cách mà Kỳ Phương muốn. Trước khi chuẩn bị mà Kỳ Phương ra cái kế hoạch là sẽ phải ra cái ca khúc này thì lại bị cái mùa dịch, thì nó lại phải stop lại một lần nữa. Và xong tiếp theo sau đó thì Uyên nghe được một cái tin rất là buồn của một người bạn của Kiệt Nguyên, khi mà cái người bạn này của Kiệt Nguyên đã quay cho Kiệt Nguyên cái ca khúc này ở tại Mỹ. Vì anh Định đã đột ngột ra đi, Uyên bắt đầu bị xuống tinh thần. Trong lòng Kiệt Nguyên sau khi nghe tin anh mất á, mình đã đặt cái câu hỏi là tại sao cái ca khúc này nó lại có một cái message gì đó khiến cho mình phải nhìn lại là có nên ra mắt cái ca khúc này hay không. Và sau đó thì Kỳ Phương đã có được một cái câu trả lời ở trong tâm trí của mình. Uyên đã gọi cho Thanh Hà và nhờ Thanh Hà tiếp tục làm cái công việc này giúp Uyên, nghĩa là hát ca khúc này giùm cho Uyên. Chị Thanh Hà rất là ngạc nhiên, mà chị Thanh Hà cũng rất là vui nữa. Và chính bản thân Kỳ Phương thấy là chị Thanh Hà sẽ là cái sự lựa chọn đúng nhất của Kiệt Nguyên khi mà giao đứa con tinh thần này cho chị Thanh Hà. Không phải mình làm mà nghĩa là mình tiếp tục làm những cái gì mà Kỳ Phương Uyên đang làm lỡ dở để cho cái ca khúc này được đến với khán giả. Vì bản thân Hà cũng yêu ca khúc này. And maybe a little bit bass. Yes. Again, because to me it's the emotions is there, but it sounds like it's, you know, kind of midi. Đúng rồi, thì nó là midi mà. Bass, drum là Roland phải lo. I know it was a simple enough song where I can actually record the drums on my own and also record the bass on my own. So I was like, you know what? Why not? Thanks to MMG for letting us use the studio to capture, you know, drums, bass, and some acoustic guitars as well that I actually played myself too. So sau khi nghe chị Thanh Hà thu âm xong ca khúc này thì mình mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì mình cảm thấy là đây đúng là sự lựa chọn tuyệt vời nhất rồi. Quen dần mùi thuốc lá, quên dần mùi nước hoa. Cái người con gái khi yêu thì ngửi cái mùi thuốc lá của cái người yêu của mình đó, dần dần cũng cảm thấy quen. Quên dần mùi nước hoa thì cái người đàn ông không còn bên cạnh mình nữa để ngửi cái mùi nước hoa của mình, thì mình cảm thấy mình không quan tâm. Đó là hai câu trong cái bài hát này và Thanh Hà thích nhất trong cái ca khúc Tạm biệt nhé Thanh Xuân của Minh Lam. Sau khi đã thu âm xong, được kết nối từ Kỳ Phương Uyên, Hà có gọi Minh Lam để cảm ơn, cũng như là nhắn nhủ là Lam cứ yên tâm, chị sẽ cố gắng thực hiện tốt nhất với khả năng của mình để gửi cho khán giả mà em đã đặt hết tâm huyết vào đó. Nhờ chị Hà đã chăm sóc cho đứa con tinh thần của Kiệt Quyên một cách rất là tuyệt vời, và
Hy vọng là ca khúc Tạm biệt nhé thanh xuân này sẽ là một cái món quà. Thanh xuân của chúng ta không phải chỉ có vài năm trong quá khứ và ngắn ngủi như vậy. Và mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống này chúng ta hãy sống trọn vẹn với niềm vui và tận hưởng những gì mà chúng ta có, biết ơn những gì chúng ta có trong cuộc sống. Bởi vì cuộc sống này rất là tuyệt vời và rất là đẹp, thưa quý vị. Vì thanh xuân mình đã dành hết cho nhau, dành yêu thương, buồn vui và cả cơn đau.